Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hoàng Yến Vlog. Sáng nay đi chợ ấy, mình nhìn thấy hàng bánh cuốn này thèm dã man luôn. Thế là mình mua 3 cân bánh cuốn chả để ăn nha các bạn. Đây nè, mình có mua hai loại. Đây là bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ này, còn đây là bánh cuốn trắng. Cái này là trộn với hành phi, xong rồi chấm nước mắm ngô là được nhá. Và mình có bảo với cô bán hàng là để riêng hành phi cho mình để về mình tự trộn. Và cô cho rất nhiều hành phi luôn nè, nhìn rất là hấp dẫn, mùi rất là thơm á. Còn đây là chả sụn, nhìn ngon chưa các bạn, rất là hấp dẫn đó. Và cô cho một bát nước chấm vĩ đại luôn, rất là to. Và hôm nay ấy, mình có ăn kèm với dôi chuột và rau thơm uống cùng với trà đá nha. Bây giờ mình sẽ đi trộn bánh cuốn. Mình trộn hành phi và bánh cuốn trắng nhé. Các bạn có thích ăn nhiều hành phi giống mình không? Mình thì rất thích ăn nhiều hành phi bởi vì ăn nó rất là ngậy và thơm à. Mà còn vị béo béo nữa. Trời ơi, quá ngon. Các bạn nhìn nè, hấp dẫn chưa? Mình đói lắm rồi ấy. Giờ mình sẽ cho ra mâm nha. Kích thích quá đi thôi. Đây nè, bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ. Thơm quá. Cái mâm quá to, không biết để bát nước chấm ở đâu đây đó mọi người ạ. Chắc mình sẽ để mé này thôi. Các bạn ơi, vậy là mâm bánh cuốn chả siêu to đã được bày sẵn trước mặt mình rồi. Nhìn rất là ngon, rất là hấp dẫn và đói lắm rồi. Bây giờ mình bắt đầu ăn thôi. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Vì cái bát nước chấm này quá là to nên là mình sẽ múc ra cái bát nhỏ để cho tiện hơn. Mình sẽ ăn bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ trước. Mời các bạn nha. Phải nói là quá ngon á. Mình sẽ thử cuốn với lại ná nem.
Ngon lắm các bạn ơi. Dễ ăn cực kỳ á. Đây đúng là bánh cuốn chả, phở cuốn bánh cuốn chả. Chắc là mình cuốn to quá nên là cái vỏ bánh răng nem ở ngoài ấy, nó bị vỡ hết ra rồi. Bánh cuốn hành mùi rất là thơm.
Đúng là cuốn rau sống kiểu này ấy, ăn nó đỡ ngán hơn hẳn đấy các bạn. Rất là dễ ăn. Cái bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ này á, nó khá là giòn, bởi mộc nhĩ nó giòn á. Còn cái bánh cuốn này ấy, mình cho khá nhiều hành phi nên là ăn vị nó rất là đậm đà, rất là thơm.
Đúng là một bữa bánh cuốn chả ăn đã đời luôn các bạn ơi. Bây giờ ấy, cũng khá là no rồi các bạn ạ. Mà bánh cuốn ở quê mình ấy, hầu như là chỉ có hai loại là cái bánh cuốn trắng này, trộn với hành phi này, và bánh cuốn nhân thịt mộc nhĩ thôi. Chứ còn bây giờ cái kiểu bánh cuốn như là bánh cuốn trứng này, bánh cuốn mà cuộn với quả trứng ấy là quê mình là không có bán, ở chợ chỉ có bán hai loại này thôi nhá. Cái món này là ăn sáng thì nói là rất là hợp. Mà tùy từng cơ địa của mỗi người cũng như là dạ dày của các bạn ấy và sức chứa của mỗi người khác nhau, nhưng các bạn tuyệt đối là không nên ăn nhiều như mình, tránh cái tình trạng là không tốt cho sức khỏe các bạn nha. Cái bánh phở này nó rất là mềm á, như là một cái như thế này á, cuốn này mình chỉ ăn được 2 miếng thôi, nếu mà ăn được 3 miếng à, cái bánh phở bên ngoài nó rách hết ra á, không hết cái đồ ra.
Sao bánh cuốn là rất là dễ ăn mà lại còn rẻ nữa mọi người. Các bạn ơi, mình đã ăn xong hết một mâm bánh cuốn siêu to rồi nè, còn chả và một ít rau sống mà, mình xin phép mình bỏ lại nha. Mình tạm dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Hãy like và đăng ký kênh nếu như các bạn yêu thích video này của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.